em ghép rồi nhá. Bây giờ muộn rồi nên em không test âm lượng lớn, bây giờ test chỉ kết nối thôi. Đấy, từ cái mixer này, cái vang này nhá, cái bộ mixer này đưa tín hiệu vào trong âm ly này. Đấy, âm ly này đưa ra loa nhá. Loa thì sẽ đánh một trầm hơi này và hai loa bát vệ tinh này. Đấy, và mic đây. Đấy, mai sẽ quay chi tiết test âm lượng cho bác nhá. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy. Kết hợp hai cái bộ này trên ô tô thì quá tuyệt vời luôn, các bác hát quá hay luôn và rất là chất lượng và công suất nó uy lực các bác nhá. Đây này, bác bấm cái này nhá, bấm cái này thì nó sẽ kết nối mic nhá. Đấy, kết nối mic nó sáng này, mic A, mic B này. Đấy. Rồi bật cái FX này đây. Đấy, thì bác sẽ chỉnh vang ở đây nhá. Đấy, chỉnh vang ở hai cái này. Anh các bác phải bật cái FX này lên. Ở đây chỉnh bass check của mic này, to nhỏ của mic này. Bên này của nhạc nhá, bass check của nhạc này. Bass check của nhạc, to nhỏ của nhạc này. Đấy, đang kết nối Bluetooth từ điện thoại nhá. To nhỏ này. Đấy, dùng rất là dễ thôi. Tuyệt vời luôn này. Còn mic này rất là chất lượng. Mở cái nhạc hay hơn nữa. À, bốc lửa hơn các bác nhé. Hay luôn, các bác đeo tai nghe thì tiếng trầm quá uy lực luôn. Quá hay luôn. Âm ly là âm ly 4 kênh các bác nhé. Nhưng mà khi mà ghép bên loa trầm này thì em đã chập 2 kênh là 1 để có công suất lớn hơn đánh cái trầm to này. Đấy, còn 2 kênh vệ tinh thì chỉ đánh 2 bát kia thôi. Đây hướng dẫn các bác kết nối này. Đây kết nối Bluetooth nhá, kết nối Bluetooth vào cái mixer này nhá. Đấy, hoặc các bác cắm đường dây cũng được vào đây. Rồi từ cái mixer này ra bằng cái cổng headphone này. Đấy, các bác sẽ cắm cổng 3.5 này. 3.5 nhá. Đấy, rồi vào. Đấy, vào cái chỗ mà ghi là input của âm ly nhá. Đây là input này. Đấy. Rồi thì vào được 2 kênh nhá. Mới được 2 dây vào này thì được 2 kênh đúng không? Đấy, thì bây giờ là muốn có 2 kênh còn lại nữa, đây cũng input này. Thì các bác sẽ dùng một cái dây hai đầu hoa sen, thì một đầu là lấy từ ao này. Đấy, đầu kia cắm vào in này. Đấy, tức là thông từ đây sang đây. Thì nó sẽ cấp được tín hiệu cho 2 kênh còn lại là đủ 4 kênh nhá. Rồi đây hướng dẫn này, hướng dẫn các bác đấu loa nhá. Đây nguồn đây nhá, nguồn 12 dương này. Đấy, khi mà đấu ắc quy thì đây nguồn 12 dương này, đây là cũng 12 dương, hai này đầu thông, còn đây là âm nhá, đây là âm. Đấy, khi đấu trên xe thì cái 12 dương này sẽ đấu vào thẳng vào bình ắc quy. Đấy, còn cái ở giữa này, RAM này là lấy
cái nguồn điện sau chìa khóa, là khi bật chìa khóa lên là âm ly sẽ chạy. Rồi đây là hai kênh ra loa bát vệ tinh nhá. Đấy, còn đây là ở đây nhá, ở đây là chập hai kênh, chập hai kênh này. Đấy, thì sẽ lấy một đầu này, một đầu này. Đấy, để ra chầm nhá. Một tí nữa chỉnh chập kênh hay không chập kênh thì sẽ chỉnh đằng trước. Đấy, còn nếu không chập kênh thì đây sẽ là một cặp, một loa này. Đây sẽ là một loa. Đấy, giống như bên này, đây một loa, đây mà đây là đang chập công suất của hai cái kênh này thành một kênh nhá. Ba bảy. Đây nhá. Bên này là không chập kênh này. Không chụp kênh nhé. Dưới đây sẽ chỉnh to nhỏ này. Đấy, to nhỏ nhé. Rồi bên bên không bên bên chụp kênh này. Đấy, bên chụp kênh này là đây nhá. Tí nút bên này đang để như này là chế độ cắt súp này, không có tiếng hát này, ra súp, lọc súp nhé. Đấy, cái này thì cứ để nguyên này. Đấy, các bác nghe thử các bác biết ngay mà. Chỉnh tần số súp này. Đấy, chỉnh ở đây. Khi các bác chỉnh nhá, chỉnh bên súp này này thì các bác sẽ cho nhỏ cái bên loa này xuống thì các bác mới nghe được tiếng súp. Đấy, cho nhỏ nhé, cho nhỏ cái kênh vệ tinh này để nghe tiếng súp. Đấy, đây là không cắt súp nhá, đây không cắt súp này. Đấy, đây cắt súp này, để nghe là biết thử, biết ngay. Đấy, xong lại cho kênh vệ tinh lên. Đấy. Hay chưa? Hay lắm các bạn. Cái này mang lên ô tô thì đúng là vũ trường luôn. Mai mai ban ngày thì sẽ test công suất cho các bác nhá. Để xem là nó lớn đến âm lượng nó lớn đến đâu. Rồi, trên đây thì em giới thiệu với các bác cái combo mà chúng ta ghép trên ô tô. Ghép trên ô tô dùng để nghe nhạc hát karaoke quá tuyệt vời. Để đánh được loa trầm này, trầm hơi này, đánh loa vệ tinh này. Rồi lại có cả kèm mic luôn. Vang rất hay để hát karaoke. Tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Bộ này đúng là 10 điểm chất lượng nha các bác nhé. Cái mixer này thì nó dùng điện 5V, cổng USB nhá, cứ có cổng USB cắm nguồn nó là nó chạy thôi. Rất là dễ tính. Âm ly là 12V. Rồi, các bác thấy hay nhấn đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi video mới nhất các bác nhá. Xin chào bác. Các bác mua hàng xin liên hệ Minh Thanh LC 0964867866. Hay Zalo, Facebook, TikTok thì cũng là Minh Thanh LC các bác nhá. Xin chào các bác.